Xin chào các bạn, người ta tìm đến với affiliate marketing không chỉ vì những con số 500 đô một tháng, 1.000 đô một tháng hay 2.000 đô một tháng, 5.000, thậm chí 10.000 đô một tháng, mà người ta đến với affiliate marketing, dấn thân với affiliate marketing còn là vì phong cách sống. Rất là nhiều người đã chọn affiliate marketing vì họ muốn có một phong cách sống tự do về thời gian, tự do về tiền bạc. Phong cách sống có thể làm việc bất cứ đâu chỉ với một chiếc laptop. Những ngày vừa qua, tôi và đồng đội của mình, những người thuộc cộng đồng xách laptop lên và đi, những người đã dấn thân vào con đường affiliate marketing, có mặt tại Phú Quốc, tại Vinbuild Phú Quốc để cùng trải nghiệm cùng với nhau, chia sẻ nhiều hơn nữa cùng với nhau về affiliate marketing và về những kiến thức khác. Ở đây là nơi tập hợp những người yêu thích phong cách sống tự do và đang dấn thân vào con đường affiliate marketing, bao gồm cả những người vừa mới bắt đầu và cho đến những người có 500 đô một tháng, cho đến những người có 1.500 đô hoặc là những người có 2-3.000 đô và cho đến hơn 10.000 đô trên một tháng. Chúng tôi có mặt tại đây trải nghiệm cùng với nhau để chia sẻ nhiều hơn những kinh nghiệm về affiliate marketing cũng như là những kinh nghiệm khác về các lĩnh vực bán hàng, internet marketing, và chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành xây dựng xong những hệ thống để khi xách laptop trở về nhà, chúng tôi có một hệ thống kinh doanh tại Việt Nam và hoàn thiện hơn những kiến thức về affiliate marketing. Vậy trong chương trình ngày hôm nay, trong video này thì Hường muốn chia sẻ với mọi người về chương trình là khóa học từ A đến Z, chương trình hướng dẫn chuyên sâu làm thế nào để bắt đầu affiliate marketing và cụ thể là bắt đầu kiếm tiền trên Clickbank. Khóa học này sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng. Như các video trước thì Hường cũng đã chia sẻ rất nhiều về chương trình 90 Days of Affiliate với Clickbank chuyên sâu. Khóa học này đã diễn ra được, hiện nay là được 6 khóa. Thế nên là chương trình của nó đã giúp cho rất là nhiều người đạt con số vài nghìn đô một tháng, thì hiện tại Hường không xác định được học viên cao nhất có con số là bao nhiêu nghìn đô, nhưng mà có thể thấy đó là những con số tạo ra thì bất ngờ và mang lại kết quả rất là tốt. Thì nếu như các bạn xem video này và muốn theo đuổi phong cách sống tự do, muốn tạo thu nhập thụ động trên Internet, muốn có thời gian nhiều hơn cho gia đình, những người thân yêu và muốn tạo ra những cái dòng thu nhập mà không bị gò bó lệ thuộc vào thời gian mình để làm, thì các bạn có thể bắt đầu học về làm affiliate marketing và cụ thể là bắt đầu làm kiếm tiền trên Clickbank, xây dựng hệ thống kinh doanh trên Internet bằng khóa học affiliate với Clickbank chuyên sâu. Thì các bạn hãy click vào website tomatohuong.com để các bạn biết thêm chi tiết, hoặc là liên hệ với Hường hoặc là những người nào mà các bạn quen mà các bạn thấy là đã từng tham gia khóa học của Hường và có kết quả tốt, thì các bạn có thể liên hệ với bạn đấy để biết đến Hường ha. Thì bây giờ Hường sẽ chia sẻ với mọi người về hoạt động của team trong thời gian qua. Tại Phú Quốc bây giờ các bạn vẫn đang làm việc rất hăng say, là đang xây dựng hệ thống kinh doanh trên Internet. Thì bây giờ mọi người hãy cùng Hường vào căn biệt thự để xem hoạt động của team diễn ra như thế nào ha. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau và trở thành những người hoạt động cùng với nhau trong thời gian sắp tới về lĩnh vực affiliate marketing, về kiếm tiền online, về tạo thu nhập thụ động và về ngồi Việt Nam làm thế nào để có thu nhập tại thị trường nước ngoài. Rồi, chúng ta hãy cùng vào trong căn biệt thự này xem hoạt động của đây là Mr. Long Chí Thanh. Anh Thanh là một thành viên của Core Team, là một người có doanh số rất là tốt và thành viên của Core Team. Rất là vui vì một thành viên rất năng lượng như thế này và cũng cùng chiến với chúng tôi ngày hôm nay tại Phú Quốc. Những ngày qua rất là tuyệt vời.
Rồi chúng ta cùng đến với hoạt động của team. Đây, đây là một thành viên của core team, Mr. Khoa đang chia sẻ về một khía cạnh trong lĩnh vực affiliate marketing, nên là mọi người đang rất là tập trung lắng nghe, thế nên là chúng ta có thể quan sát thôi. Đây. Trời, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn muốn tham gia vào cộng đồng Sách Laptop Lên Vào Đi, những người đã và đang theo đuổi, những người từ mới bắt đầu cho đến rất thành công trong lĩnh vực affiliate marketing, đặc biệt là kiếm tiền trên internet, kiếm tiền ở thị trường nước ngoài, ngoài Việt Nam, kiếm tiền bên kia bán cầu, thì các bạn inbox cho Hường hoặc inbox cho các thành viên ngồi tại đây. Đấy, mọi người đang làm việc rất là hăng say. Bây giờ Hường sẽ bắt đầu tắt các thành viên này vô để cho chúng ta giao lưu hoặc học tập và phát triển. Các bạn có thể liên hệ với các bạn ấy để giao lưu ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Nếu mà chúng ta có duyên, chúng ta sẽ gặp lại trong các chương trình sắp tới mà những chương trình Sách Laptop Lên Và Đi khác. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video này. Xin chào.